Để nâng cao hiệu quả cai nghiện bên cạnh việc điều trị theo đúng phác đồ, hiện nay cơ sở cai nghiện ma túy Long An đặc biệt quan tâm đến vấn đề cải thiện đời sống tinh thần, thể chất cho học viên cai nghiện. Anh DTD, quê ở xã Long Hòa, huyện Cần Đước, đã quyết tâm cai nghiện, làm lại cuộc đời tại cơ sở cai nghiện ma túy Long An được 6 tháng. Nhờ những hoạt động nâng cao tinh thần mà cơ sở thường xuyên tổ chức như các môn thể thao tăng cường thể lực và tổ chức các buổi tư vấn sinh hoạt, những kỹ năng đã góp phần giúp cho sức khỏe của anh cũng như các học viên nơi đây cải thiện khá nhiều. Thì có những cái buổi giao lưu sinh hoạt, thể dục thể thao như đánh chèo, thì đánh bóng chuyền, đá cầu, đồ giao lưu, rồi sự giúp đỡ tận tình của cán bộ về quan tâm về vấn đề sức khỏe, về tinh thần, ổn định tinh thần của mình, thì dần dần thì em cũng cảm thấy là quen với môi trường, thì quyết tâm cai nghiện, chấp hành tốt cơ sở nội quy của cơ sở. Ngoài cái đó ra thì theo quý thì ở đây tổ chức cho các em tổ chức cái hội thi mà hái hoa dân chủ, nói về chuyên đề ví dụ như là học tập cộng đồng, rồi về cái những cái lực nghị định mà nó có liên quan về cái công tác phòng chống ma túy. Nói chung anh em học viên đây chấp hành rất là tốt. Để giúp cho học viên cai nghiện ma túy thành công, thời gian qua các tổ chức đoàn thể đã tăng cường phối hợp, tạo nên nhiều sân chơi lành mạnh cho đối tượng lầm lỡ lấy lại tinh thần và quyết tâm cai nghiện. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cũng thường xuyên tổ chức nhiều cái chương trình để phối hợp với các cái đơn vị như là trại giam cũng như là các cái cơ sở cai nghiện ma túy để giáo dục phạm nhân, giúp đỡ thanh niên tái hòa nhập cộng đồng. Những năm trước thì cũng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức những cái chương trình cũng như thế này để với cái ý nghĩa là thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương và giúp đỡ những cái thanh niên chậm tiến, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Hiện nay, cơ sở cai nghiện ma túy Long An đang quản lý và điều trị cho khoảng 430 học viên. Có thể nói, việc nâng cao sức khỏe tinh thần góp phần rất lớn để giúp cho học viên vui tươi phấn khởi, có thêm quyết tâm từ bỏ quá khứ lỗi lầm.